Rắc rối ngựa chiến nửa tỷ đồng, quấn hoa hồng kêu cứu trong đêm. Tai nạn liên hoàn trên cao tốc nội bài Lào Cai khiến hai người thương vong. Thanh Hóa khẩn trương khoanh vùng ổ dịch bài thầu. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin điểm nóng 24 giờ trên kênh youtube của Báo Công Thương. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Rắc rối ngựa chiến nửa tỷ đồng, huấn hoa hồng kêu cứu trong đêm, vào tối ngày 11 tháng 8, Huấn Hoa Hồng, tức Bùi Xuân Huấn, 39 tuổi, quê Yên Bái, bất ngờ đăng tải thông tin kêu cứu cần sự tư vấn, giúp đỡ khi bản thân gặp rắc rối pháp lý liên quan đến chiếc xe máy SH mang biển kiểm soát 97B1 mà anh này mua cách đây một năm. Theo chia sẻ của Bùi Xuân Huấn trên nền tảng Facebook có hơn 3 triệu lượt theo dõi, chiếc xe máy biển số ngũ quý được anh mua của người đàn ông Bắc Cạn vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 với giá là 490 triệu đồng tiền chuyển qua tài khoản chính chủ là ông NTQ. Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu khi huấn hoa hồng liên hệ chủ cũ của xe SH làm thủ tục thu hồi biển số ngũ quý 9 để anh định danh và chuyển biển số VIP nói trên sang xe khác thì chủ cũ nói bán xe chứ không bán biển số. Đồng thời huấn hoa hồng cũng phát hiện biển số ngũ 9 đã được hợp thức hóa cho xe máy Dream khác mà không phải là anh. Bùi Xuân Huấn cho hay, thời điểm anh mua chiếc xe SH biển số VIP chưa có quy định định danh nên khi mua xe chỉ có giấy tờ kèm theo mới đủ điều kiện tham gia giao thông. Huấn Hoa Hồng nói nếu mua xe SH không có biển số và đăng ký khác gì xe trộm cắp, không ai dám bỏ số tiền gần nửa tỷ đồng để mua chiếc xe máy như vậy. Theo người đàn ông 39 tuổi, khi anh liên hệ với chủ cũ chiếc xe, họ rất vui vẻ trước đề nghị của anh, nhưng sau đó lại lật kèo, không thể liên hệ được làm các thủ tục thu hồi biển số. Sau đó, biển số nói trên đã chuyển sang một xe máy Dream khác. Huấn Hoa Hồng cho biết, người thân của anh đã tìm gặp chủ cũ để giải quyết, nhưng đều bị từ chối. Cái xe của mình, người ta không giải quyết, mình không biết chủ ấy làm cái gì ở Bắc Cạn nên hôm nay mình làm clip trình bày sự thật như thế để mọi người hiểu. Trong clip dài gần 8 phút được Bùi Xuân Huấn đăng tải, anh cho biết sự việc trở nên phức tạp hơn khi chiếc xe được anh bán cho một người khác và khi rắc rối xảy ra, bản thân anh sẽ phải đứng mũi chịu sào với các vấn đề pháp lý liên quan. Cuối video, Huấn Hoa Hồng cũng cho biết với tinh thần thượng tôn pháp luật, anh có thể chấp nhận mất chiếc xe và giấy tờ nhưng sẽ không bỏ cuộc và mỗi ngày sẽ đăng tải một video về vấn đề này để cộng đồng mạng có phân tích, đánh giá tai nạn liên hoàn trên cao tốc nội bài Lào Cai khiến hai người thương vong. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông khoảng 6 giờ 45 phút sáng nay ngày 12 tháng 8, tại km thứ 128 cộng 600 cầu Ngòi Gùa, cao tốc nội bài Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong và một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm xảy ra giữa xe ô tô tải biển số 24C-06013 do ông L.T.H. sinh năm 1968, trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, điều khiển theo chiều Lào Cai, Hà Nội với xe ô tô tải biển số 88C-24715 do anh LTA, sinh năm 1993, trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, điều khiển xe chạy theo chiều Hà Nội, Lào Cai và xe ô tô tải pick up biển số 29C-87845 do anh DVQ, sinh năm 1981, trú tại xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, điều khiển trên xe đi cùng có chị VTL sinh năm 1985, trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định. Vụ tai nạn khiến anh LTA tử vong tại hiện trường. Một người trên xe ô tô bán tải bị thương đã đưa đi bệnh viện cấp cứu, ba xe ô tô tử vong. Đoạn đường này không có giải phân cách cứng và chỉ có hai làn xe với tốc độ quy định tối đa là 80 km trên một giờ. Tai nạn xảy ra khiến ách tắc cả hai chiều đường. Đội vận hành 2 Trung tâm điều hành đường cao tốc nội bài Lào Cai và đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang tích cực phân luồng và đẩy nhanh công tác cứu hộ để thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Thanh Hóa khẩn trương khoanh vùng ổ dịch Bạch Hầu Tại khu phố đoàn kết thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, ổ dịch Bạch Hầu được phát hiện từ ngày 5 tháng 8 với các bệnh đầu tiên không rõ nguồn lây. Đến nay đã ghi nhận 3 ca mắc Bạch Hầu, trong đó 2 ca mới là F1 của bệnh nhân đầu tiên và đã được kịp thời cách ly. Hiện 34 trường hợp F1 của ba bệnh nhân này đang được cách ly và theo dõi tại nhà. Ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, huyện Mường Lát đã triển khai quyết liệt các biện pháp khoanh vùng, điều tra, truy vết, cách ly và khống chế dịch. Công tác giám sát được thực hiện chặt chẽ nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để xử lý kịp thời, đồng thời báo cáo diễn biến dịch theo quy định. Các hoạt động xử lý ổ dịch cũng đã được triển khai để hạn chế sự lây lan của bệnh. Trung tâm Y tế huyện Mường Lát phối hợp với trạm y tế thị trấn đã phun khử khuẩn bằng chloramin B với nồng độ 0,1% clo hoạt tính tại các khu vực ổ dịch. Các cán bộ y tế cũng đã được cử trực tiếp tại khu phố để theo dõi sức khỏe người dân. Gần 800 người dân khu phố đoàn kết đã được uống thuốc kháng sinh dự phòng và hơn 200 người tham gia công tác phòng chống dịch được cấp phát khẩu trang. Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát đã chuyển 5 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh từ các khu cách ly và điều trị tại khoa truyền nhiễm về cách ly tại nhà. Hiện sức khỏe của các trường hợp này đã ổn định và đủ điều kiện xuất viện. Sau khi về nhà, họ sẽ tiếp tục được hướng dẫn uống thuốc kháng sinh dự phòng theo quy định của Bộ Y tế. Cơ quan chức năng nhận định, ổ dịch tại khu phố Đoàn Kết đã được khoanh vùng và ngăn chặn thành công, không để lây lan sang các địa phương khác. Cả ba bệnh nhân mắc bạch hầu hiện đang được điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đều có sức khỏe ổn định và đang phục hồi tốt. Ngày 11 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Đầu Thanh Tùng đã kiểm tra thực tế tại Mường Lát và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của đội ngũ y tế từ tỉnh đến cơ sở, cũng như sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch. Từ việc phát hiện, thu dung, cách ly, phân tuyến điều trị đến khoanh vùng và xử lý ổ dịch, tất cả đều được thực hiện hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đề xuất bổ sung 25.000 liều vaccine bạch hầu uốn ván giảm liều TD để tiêm phòng cho các đối tượng nguy cơ cao tại thị trấn Mường Lát và ba xã giáp danh, đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch chủ động. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công bố dịch bạch hầu tại thị trấn Mường Lát. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu giám đốc Sở Y tế và chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, đồng thời giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, tăng cường vệ sinh môi trường và điều trị tích cực cho các trường hợp mắc bệnh, không để phát sinh ổ dịch mới. Cố ý làm trái quy định, công ty STO bị tỉnh Quảng Nam từ chối gia hạn tiến độ. Ngày 12 tháng 8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng vừa ký văn bản giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Nông nghiệp Nông thôn và Dịch vụ Thể thao Du lịch STO, gọi tắt là Công ty STO. Trước đó vào ngày 28 tháng 6, Công ty STO có công văn đề nghị gia hạn tiến độ và tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc. Trả lời công ty STO, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho hay thanh tra tỉnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến các sai phạm có dấu hiệu cố ý làm trái quy định của pháp luật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trần Chiến Thắng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty STO sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện nay vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam, do đó việc đề nghị gia hạn tiến độ và tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc của công ty STO là chưa có cơ sở để xem xét giải quyết, văn bản nêu rõ trước đó qua thanh tra toàn diện dự án này thanh tra tỉnh quảng nam kết luận công tác quản lý dự án của chủ đầu tư bộc lộ nhiều yếu kém dẫn đến dự án kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành các hạng mục dự án thực hiện dở dang đang có dấu hiệu xuống cấp hư hỏng kết luận thanh tra khẳng định một số sai phạm có dấu hiệu cố ý làm trái quy định pháp luật và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông trần chiến thắng cụ thể ông thắng đã chỉ đạo huy động vốn bằng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua các hợp đồng góp vốn trái quy định pháp luật khai thác chuyển nhượng trùng lập các lô đất tại dự án có dấu hiệu lừa đảo khách hàng Ngoài ra, ông Thắng còn ký quyết định cấp 9 lô đất của dự án cho hai người, thu hơn 1,35 tỷ đồng nhưng không nhập quỹ, không phản ánh vào sổ sách tài chính công ty. Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác định số tiền tranh lệch giữa nguồn thu huy động vốn trái phép từ dự án và chi phí dở dang của dự án là hơn 33 tỷ đồng, hiện không tồn quỹ tại công ty STO và không có trong tài khoản tiền gửi của công ty tại các ngân hàng trong nước. Công ty STO đã thu của khách hàng tiền 43 lô đất do công ty Tâm Quang Minh khai thác với hơn 6,9 tỷ nhưng số tiền thu được từ 43 lô đất này trong sổ sách kế toán của công ty chỉ hơn 3,2 tỷ, thất thoát hơn 3,7 tỷ. Theo thanh tra tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Chiến Thắng có dấu hiệu lừa đảo công ty Lam Sơn để thi công thêm hai block chung cư của giai đoạn 3. Thời điểm ban hành kết luận, công ty STO không thanh toán chi phí xây dựng các block chung cư khoảng 25 tỷ đồng mà công ty Lam Sơn đã bỏ ra. Thủy điện Hòa Bình đóng 3 cửa xả lũ trong hôm nay. Sau gần 4 tuần mở 4 cửa xả lũ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 3 cửa xả lũ trong hôm nay, ngày 12 tháng 8. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vào 7 giờ ngày 12 tháng 8, mực nước Thượng Lưu Hồ Hòa Bình ở cao trình 101,59 m, lưu lượng đến hồ 1.981 m khối trên 1 giây, lưu lượng xả 8.409 m khối trên 1 giây thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 10 giờ và đóng tiếp cửa xả đáy thứ hai vào hồi 16 giờ, cửa xả đáy thứ ba vào 22 giờ ngày 12 tháng 8. Như vậy, sau thời gian mở tới 12 cửa xả lũ, các hồ thủy điện lớn phía Bắc đã đóng hầu hết các cửa xả lũ. Đến thời điểm này, Thủy điện Sơn La và Thủy điện Tuyên Quang đã đóng 3 cửa xả đáy, Thủy điện Thác Ba đóng hai cửa xả mặt hồ, còn Thủy điện Hòa Bình vẫn duy trì một cửa xả đáy. Theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mưa lớn trong ngày 11 tháng 8 đã khiến 72 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 100 hecta hoa màu bị ngập úng, gần 1.000 con gia súc, gia cầm bị chết và hàng chục điểm giao thông bị sạt lở ách tắc. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và thông tuyến giao thông. Metro nhổn cầu giấy phá vỡ mọi kỷ lục về đường sắt trên cao ở Việt Nam. Tuyến Metro nhổn cầu giấy dài 8,5 km, ngắn hơn 2 phần 3 lộ trình tuyến, nhưng lượng khách ghi nhận trong 4 ngày đầu trên 250.000 lượt, cao hơn nhiều lần so với ghi nhận trên tuyến Cát Linh Hà Đông. Theo thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội Hà Nội Metro, Lượng khách ngày mùng 8 tháng 8 là trên 34.000 người, ngày mùng 9 tháng 8 là trên 52.000 người, ngày mùng 10 tháng 8 là trên 66.000 người và đỉnh điểm là ngày 11 tháng 8. Đoạn tuyến đường sắt đô thị Metro Nhổn Cầu Giấy đã đón trên 100.000 lượt khách, nâng tổng khối lượng hành khách 4 ngày qua lên trên 250.000 lượt. Theo đại diện Hà Nội Metro, đơn vị được giao nhiệm vụ vận hành cả tuyến Metro Cát Linh Hà Đông và Nhổn ga Hà Nội, con số này đã vượt xa mọi dự tính và mong đợi. Trước đó cùng thời điểm, tuyến Cát Linh Hà Đông tuyến Metro đầu tiên của cả nước ngày cao điểm nhất ngày mùng 1 tháng 5 năm 2023 chỉ đạt trên 58.000 lượt khách. Đáng nói đoạn tuyến nhổn cầu giấy chỉ đi qua 8 ga dài 8,5 km, lộ trình bằng 2 phần 3 tuyến Cát Linh Hà Đông, với cung đường ngắn hơn, lượng khách lại cao hơn nhiều lần, cho thấy tính hiệu quả của dự án. Tiến sĩ Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Hà Nội Metro cho biết, dự án bất ngờ trước sức hút của đoạn tuyến mới nhổn cầu giấy. Điều đó cho thấy, Metro ngày càng được người dân quan tâm và tin tưởng sử dụng. Nếu tính bình quân lượng khách tại một nhà ga, lúc cao điểm nhất Tuyến nhổn cầu giấy tiếp đón khoảng 12.500 khách, bình quân mỗi chuyến đạt 320,5 khách và vận hành an toàn. Dù cung đường ngắn chỉ 8,5 km, tuyến metro nhổn cầu giấy đi qua 11 trường đại học, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Thương mại, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Giao thông Vận tải và 6 trường thành viên của Đại Quốc gia Hà Nội là Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Y dược, Đại học Giáo dục, Đại học Luật. Theo Hà Nội Metro dự kiến từ ngày 12 tháng 8, lượng khách đi trải nghiệm sẽ giảm xuống, khách sử dụng tàu nhổn câu giấy đi học, đi làm sẽ tăng lên và giữ ổn định. Metro nhổn ga Hà Nội đón lượng khách khủng, người dân cần lưu ý gì? Tin từ Hà Nội Metro HMC ngày thứ tư vận hành, ngày 11 tháng 8, đoạn trên cao Metro nhổn ga Hà Nội tiếp tục đón trên 100.000 lượt khách trải nghiệm, công tác phục vụ được đảm bảo an toàn chú đáo. Như vậy, trong hai ngày cuối tuần, Lượng khách đi trải nghiệm metro nhổn ga Hà Nội đoạn trên cao là hơn 160.000 lượt, tăng gấp nhiều lần hai ngày trước đó. Để phục vụ vận hành các đoàn tàu, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội MRB và đơn vị vận hành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội HMC đã huy động hơn 300 người gồm cán bộ, kỹ sư, nhân viên lái tàu, nhân viên điều phối tại 8 cửa ga của đoạn trên cao hướng dẫn phục vụ người dân. Ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc HMC thông tin. Với khả năng vận chuyển mỗi giờ từ 15.000 đến 20.000 khách, nếu metro nhổn ra Hà Nội, hoạt động hết công suất sẽ giảm được lượng lớn xe cá nhân di chuyển trên trục quốc lộ 32 từ cầu giấy đến nhổn. Lấy dẫn chứng từ metro Cát Linh Hà Đông, ông Trường cho biết, khi chưa có tuyến này thì đoạn từ ngã tư Sở Yên Nghĩa dài 10 km thường xuyên ùn tắc Tuy nhiên, khi tàu Cát Linh – Hòa Đông hoạt động từ năm 2021 đến nay, Liên ngành Giao thông Vận tải Công an đã thông báo các điểm ùn tắc trên đoạn tuyến liên tục giảm. Đoạn trên cao Metro nhổn ga Hà Nội gồm 8 ga, nhổn S1, Minh Khai S2, Phú Diễn S3, Cầu Diễn S4, Lê Đức Thọ S5, Đại học Quốc gia S6, Chùa Hà S7 và Cầu Giấy S8. Trong 3 tháng đầu, mở tuyến lúc 5 giờ 30 và đóng tuyến lúc 22 giờ, thời gian chạy tàu 10 phút trên một chuyến. Thời gian tiếp theo, tùy theo nhu cầu hành khách sẽ điều chỉnh cho phù hợp nhu cầu đi lại của hành khách. Để đảm bảo an toàn cho hành khách trong quá trình đi tàu, một lãnh đạo từng tham gia thi công tuyến Metro này khuyến cáo hành khách nên tuân theo hướng dẫn của nhân viên nhà ga, bảo quản tài sản cá nhân, tránh kẻ xấu lợi dụng nơi đông người trà trộn lấy cắp. Nếu có trẻ em đi cùng, tuyệt đối không để trẻ đi lại tự do, phải luôn giữ tay trẻ trong suốt quá trình. Khi đứng chờ tàu trên ke, hành khách phải đứng sau vạch kẻ hàng, không được thò đầu ra ngoài để nhìn tàu cũng như tiến sát mép ke ga gây nguy hiểm cho tính mạng. Nếu chẳng may bị thất lạc đồ đạc trên nhà ga, hành khách nhanh chóng tìm đến nhân viên nhà ga để được hỗ trợ kịp thời. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Điều nóng 24 giờ trên kênh YouTube của Báo Công Thương. Quý vị hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo